Kính chào các bạn, hôm nay mình đi với mấy bà đi qua câu cá ở Lòng Hồ Dầu Tiếng. Thì sẵn mình ghé cái chùa Thái Sơn ở núi Cậu luôn. Mình nghe nói cái chùa này cũng rất là đẹp. Mình không biết nó xây dựng lâu chưa nhưng mà nói đẹp lắm. Để mình ghé mình xem thử cái nó như thế nào. Thì sẵn mình quay cho các bạn xem luôn nha. Dinh cầu 1802. Mình làm chi tiết rất đẹp. Này có một con voi, ba cái đầu. Mỗi một cái đầu là có 6 cái ngà. Rồi lạ ghê không?
dội, không ba đâu. Bên đây có cái nhà gỗ đẹp kia nè, treo cây tổ rồng. Thì có cái cây gì vậy ta? Chùa này thấy sơn thấy mới đẹp. Chùa này trên nước cầu.
mình xin tạm dừng video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.